11 giờ 15 trưa thứ ba ngày 22 tháng 12 2020, Mr.Lem đang chạy trên đường buôn xa về hướng đông vô trong núi, về nhà của Ivy. Đang dừng lại chỗ cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ của đường mặt Noria. Đang dừng lại ở đèn đỏ, chờ đèn xanh là mình ưu tiên mà chạy thẳng lên. Mấy thằng quẹo trái này nó ra đèn đỏ rồi mà nó còn cố tình nó chạy lên à. Suýt tông nó rồi. Shit. Chiếc xe Honda Sedan màu silver. Người tài xế lái xe là gốc Việt Nam, khoảng 30 tuổi. Dân gốc Việt ra đây lái xe ẩu, thường bị tiết kẹt, bị cảnh sát bắt phạt thì nói bị kỳ thị. Kỳ thị con mẹ và tại mình chạy ẩu thôi. Đèn traffic phía trước này là tên đường là đường Sài Gòn, nếu quẹo phải vô là khu thương xá Phước Long Thọ, còn bên trái bên kia là khu chợ Á Đông. Chạy thẳng là vô núi. Going to be a socialist country, and it's not going to happen.